Chào mừng quý bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh. Đây thì hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy dầu Tơ Vàng 2021 cho khách ở Quế Võ Bắc Ninh. Đây thì máy dầu Tơ Vàng mới vừa mới khui ra. Cái này là máy của Việt Nam à? Vâng, thương hiệu Tơ Vàng của Việt Nam mình nhé bác. Đây, bao gồm dùng lấy phay này. Đây là bộ bừa này. Đấy, bộ bừa. Đây còn đây là bộ phay này, còn bộ ánh lông đấy, này, đất đây, sẵn này. À, Quế Võ Bắc Ninh ở hữu xã Quế Võ Bắc Ninh. Đấy, kiểm tra xem. Nhà mình có trong còn dầu không chú? Có dầu đi xem. Có cái xăng nào gần gần đấy? Đây, chạy ra kiếm. Nhớt ở các cái bộ phận khác có phải cho... Rồi, nhớt đầy đủ hết rồi. Dầu cầu, nhớt các thứ đầy đủ rồi. Chỉ có dầu diesel để chạy thôi. Máy thì chuyển hướng đời mới này, thiết kế trục chuyển hướng này. Đấy. Là hạn chế cỏ vào. Đấy, và có các lò xo này để bị tránh bị gập dây. Thiết kế mới nhất. Máy giặt tủ. Vâng, như thế này là hoàn chỉnh rồi đấy chú, làm đất màu chỉ cần thế này thôi. À, lắp cả cái tấm chắn bùn vào gì? Rồi vâng. Đây, túi phụ kiện của máy nằm ở đây. Cày được chú, nhưng mà nếu mà đất bùn sẵn thì bỏ bánh lồng vào đánh luôn được, khỏi phải cày. Lồng kia. Vâng, đúng là bộ lồng kia đấy. Hello. Hello. Lỏng quá, lỏng quá, kỹ thuật lỏng quá. Đây chú còn lấy thêm cái máy bấm chuối bị. Đây, kết hợp. Cái này hả chú? Cái này motor khí rưỡi 2 triệu tư chú ạ. Máy thái chuối mịn cho gà, cho vịt, cho lợn đấy. Vâng đúng rồi, ốc vít với là cờ lê mỏ lít. Cờ lê, mỏ lít không có. Đây, tôi sẽ quay rõ máy một chút cho bà con cùng xem. Logo Tơ Vàng. Đấy. Động cơ dầu 4 ký này. Năm sản xuất 2021. Đấy. Giật nổ đây. Bình dầu này, đây, lưu ý ở đây. Đấy. Thay nhớt sau 50 tiếng làm việc. À, máy này thì rất là tiết kiệm dầu, 1 giờ nó chỉ ít khoảng 0,37 lít dầu thôi. Đấy. Rất là tiết kiệm. 1 tiếng bao nhiêu? 1 tiếng 0,37 lít. Vâng, nó ăn ít, chưa đến nửa lít rồi. Đây, cái cải tiến đời mới thì nó có một cái côn để di chuyển này. Đấy, côn di chuyển. Và bên này là cái để lùi. Nó thiết kế 4 số, nhưng mà được rút gọn lại. Này, số 0, số lùi, số 1 và số 2. Tua nhanh, tua chậm. Đây là số 1 này, tua chậm này. Đấy, ở đây là số 0 này, kết hợp với số lùi. Đấy, thì nếu mà trường hợp chúng ta bình thường thì nó sẽ số 0. Còn nếu chúng ta lùi thì chúng ta chỉ cần bóp cái côn lùi này. Đấy, và bóp thêm cái côn đi này nữa thì nó sẽ máy nó sẽ lùi. Đấy, còn số 2. Đây, số 2 đây thì là sẽ là số nhanh, tua nhanh. Đấy, rất là dễ sử dụng. Ở đây thì có hai cái bóp chuyển hướng ở đây. Đấy, tay ga. Do tiến hành giật nổ. Chú kéo tay ra hết cỡ đấy chú kéo tay ra xong rồi là giật. Chú đứng ngược lại cho có thể hơn. Đấy đúng rồi. Chú tìm ra xong. Chú giật vài cái cho lên.
cứ thả tay ra. Xong. Đấy, cứ phải tấn nó thơm này. Kéo lại. Vâng, nó có cái bánh nhà nó kéo lại. Chết nhẹ một cái. Thôi, này, này. Không phải, không phải. Đây, bây giờ thế này. Nó chưa ăn cái này đúng không? Đấy, thì chú giật nhẹ vài cái này. Cho nó ăn vào đã. Đấy. Chưa có ăn vào thì mình giật. Đấy, chú giật nhẹ vài cái như thế. Đấy, nó ăn đó. Rồi như thế, đúng không? Đó, chú giật nhẹ. Ga mạnh lên. 6 giờ chiều vẫn rất là nóng.